cẩm thạch hả ta? Tùng ngộ à? Anh cái sùng ngộ ghê nè. Hello, mẹ con Thảo xin chào quý vị. Bây giờ là 9 giờ mấy sáng, gần 10 giờ sáng bên Pháp quý vị. Dàn Thảo ghé rồi chợ trời dẫn quý vị đi chợ trời chơi cho vui nha. Giờ thì chúng ta đi thôi. Cảnh đẹp quá hả? Ồ, ăn hả? Trời ơi, lấy mây xuống ăn luôn, ghê quá. Giờ vợ chồng Thảo đã đi tới chợ trời rồi. Giờ Thảo quay lại cho quý vị xem và đi chợ trời cùng với vợ chồng Thảo nha. Chợ trời này gần nhà chị của anh Hưng luôn. Đi bộ qua gần xịu luôn á. Khoảng 3 phút tới nơi. On passe par la forêt, y'a rien. Ừ. Không? Có bên. Trời này quay bự quá. Chợ này là trên một cái làng nhỏ vậy. Đồ hộp gỗ. Dễ thương quá. Cẩm thạch hả ta? Này của thời xưa. Này ta bán đồ cổ nhiều nè. Mình không gành, mình nhìn cũng không biết là nó cổ như thế nào. Còn cái tiệm này là của trong nhà, người ta đem ra bán nè.
Có cái nồi bé bê dễ thương quá. Cái nồi này có bé bê luôn. Nhìn cũng hơi sợ sợ. Có bé mèo nhỏ nhỏ nè. Du coup, faut que je me mette au bout de tout de suite pour que tu commences à travailler. Par contre, đây họ bán quần áo cũng nhiều. Đồ gì người ta không mặc nữa, người ta đem người ta bán quý vị. On met une bouée, tu veux en faire quoi? Tu veux pas t'amuser avec? Alors faut regarder plutôt les petites voitures ou autre chose. Je vous en prie. C'est combien ça? C'est 10 euros. C'est 10 euros? Oui, c'est du micro-machine. Mình bán đồ chơi nữa. Để bán sách nè quý vị. Oui, mais de toute façon, c'est un English. Những người này bán đồ cổ nè. Cái mâm này đựng đồ ăn bưng lên. Xe. Những xe collection thời cổ. Dĩa nữa nè. Đây chứ không đây. Dạ ở bên đó. Vous allez où? Ah, vous partez plus ensemble? Ah non. Viens, viens, viens. Nhà này siêu tầm. Một bầy voi luôn. Đây có hai con búp bê. Là
Họ bán cây ô liu, cây gì 20, y cây cao đó 20. Ô liu nhỏ này 5 đồng cây, cũng rẻ. Trái sung ngộ anh, trái sung ngộ ghê nè, nó sọc 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 quá, lạ quá chừng á. Giống cây sung nhà mình bên hả? Không, cái trái anh không thấy hả? Trái nó giận không, cái trái nó sọc 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 quay quay ơi sức bạc man. Cái ô liu có 5 đồng rẻ ghê luôn á, ở chợ đâu có giá này. Cái sung này anh không thấy cái khác hả? Cái trái nó sọc cà sọc cà sọc. Một cây vậy là 25 euro á. Hoa hồng. Biu biu biu. Viva Las Vegas. Monsieur, s'il vous plaît. So, komm hier. Was ist das? Ist eine Zimmerpflanze. Cái này nè. 15. Sao cầm viên? 15. 15. Ông này ông sưu tầm cây lạ không ta? Mà ớt nữa. 10 giờ. La Viva Las Vegas. Ừ. 10 giờ này bự ghê. Đủ màu. Artichoke. Wow, dễ thương quá. 10 đồng cây. Cây cỏ 5 đồng. Hôm nay người Đức qua bán nhiều. Thì họ bán mấy cái hộp này, không xài nữa. Après là vous faites des omelettes. Dài dép. Ça la moitié. Maintenant, je vais faire ça. Bien. Mais si, regardons. Il y en a, hein. S'il te plaît, tu réagis autrement. Bằng máy may thời xa xưa. Là
Giờ này trưa rồi, vợ chồng Thảo đi là trễ rồi đó. Bành tôi về dàn khè. C'est pas forcément un truc de... Hein? Pas pour la... Non. Tu peux voir? Marie? Oui? Nickel? Comprends-le. Ben, tu l'as pas compris. Non, non, mais attends. Viens, attends, Marie. Je me le montre à la maison. Cái này đựng cái gì cũng không biết luôn á. Một cái căn nè. Hết rồi to luôn. Đồ chơi con gái nhiều. Búp bê không? Có bé bê nằm trong này. Này muốn này cho con anh. Cái nó nhỏ chặt rồi. Mua đặng cho nó đạp xe đạp. À chưa? Lại thử coi. Lại đây, lại đây.
Bự quá không? Bự quá không? C'est un peu grand, hein? Bah ouais. Non, c'est un peu grand. Vous pouvez le serrer encore. Ah ouais? Voilà. Et là, ça se resserre. Này, mày đạp xe đạp được á. Cái kia nhỏ quá rồi. Nhiêu? 5 đồng. Thôi gom bớt đi. Ah, le sac à dos avec. Thôi trả đi. 3 đồng thôi. Et après, quand vous voulez, ça c'est la nuit. Ça, vous mettez ça sur le dos, on le voit aussi. Pour 4 euros, c'est bon. Oui, oui. Oui, j'ai fait pour. Hein. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez ranger dedans. Mua được cái nón rồi. Chợ mua toàn cho ạc chia thôi. Đâu? Quay lại đây. Về nhà mình thổi ha. Mua đồ chơi mới không mà đi chợ đồ cũ mà mua đồ mới. Tại trong đây người ta có bán đồ mới luôn quý vị. Nó vẫn rẻ hơn ở trong chợ. Tại vì nó vẫn rẻ hơn tại người ta mua nhiều quá đó. Nên người ta để người ta bán lại những cái chợ này nè. Ôi con chó kìa. Bự ơi là bự. Tại vì ở trong tiệm nhân viên ta phải trả tiền tiệm á. Ủa nù à, như con gấu vậy. Nó bỏ kẹo vô. Nó đi ba căn á, đi biển nó bỏ kẹo vô. Ừ, bỏ kẹo vô đó. Một kẹo. Chị hai với anh ba mà cho kẹo thì bỏ vô. Bỏ cái gì? Bánh hả? Đâu được. Cái này bỏ được không? Cái này đâu được. Thử coi. Trời ơi. Không được, bự quá. Không được. Cái này để bỏ kẹo với bánh. Bỏ kẹo thôi. Để đây đi. Bỏ trong đây được rồi nè, về nhà thổi. Đi. Đi chơi là xách cái vỏ đó nha. Hồi bữa thấy Thảo với chị Hai đi chơi rồi người nào cũng có vỏ xách, cái ảnh đòi đeo vỏ xách. Hồi bữa nay thấy con này mua. Con này vậy chứ 7 đồng quý vị. Không có rẻ đâu á. 5 đồng không bán. Trả 5 đồng không bán luôn. Ồ chiếc xe kìa anh. Ồ xe BMW luôn á. Thảo sẽ mua cái cây này thấy lạ quá, trong chợ cũng không có bán. Chà. Thảo mua cây đó. Cây này nó mọc lẹ lắm nè. Sao cầm nhé? Merci. Cái cây đó là cũng 15 đồng quý vị. Ừ. Bên đây nó có thêm ra ở đây nữa quý vị. Nãy tưởng có một đường thẳng đó thôi. Thank you.
Đó, cuối tuần thì bên Pháp những cái làng tổ chức đồ cũ, nhưng mà người ta thay phiên làng này tổ chức, làng kia tổ chức nha quý vị. Cũng có đụng nhau nhưng mà cách xa nhau. Mà thường người ta sẽ chọn những cái chợ mà lớn, thiệt là lớn. Cũng lớn lắm chứ bộ anh. Thôi. Cũng lớn. Rồi, chỗ bán đồ ăn dưới kìa. Ở đây bán quần áo mà. Đi dưới quay ngay, anh đi chính. Đây, đây. Đi dưới đi, dưới quay dòng đi rồi lên. Anh đi kiếm súp đậu mành cho con. Thì đi kiếm súp đậu mành đi, đi. Vô cái này giá. Ở đây không có à, thưa, không có đồ chơi. Đi qua đây nào, thưa. Đây. Đi châu. Rồi. Nếm tay mẹ nè. Người, chó kìa. Rộng thênh thang luôn, mớm ơi, có khu vui chơi luôn. Oh my god. Nó cố định chắc ở đây khoảng 1 tầng 2 tầng. Ồ, cái chợ nó nằm dài tuốt bên kia luôn kìa quý vị. Đây có con suối nè. Cũng tính là cũng lớn ha, có cái phò nữa đó. Thôi. Phò này chắc nó ở đây 2-3 ngày quá. Nếm tay hả? Phải nếm tay không ơi. Không có. Đi đi, chỗ này chặt lắm. Chặt chọi lắm. Quỷ. Giống nhà đó. Ở nhà có rồi. Anh nha. Rồi.
Chó bự hay là bự? Đây có con suối chảy róc rách róc rách. Nhà trên cao quý vị ha. Đây gọi là vùng quê ở Pháp. Ồ, trước nó có một cái thành gì đó vững chắc ghê luôn. Nó chắc là cái cầu quá. Cuối cùng của chợ luôn rồi đó. Đẹp mini của chợ. Chỗ này là mình hoành ra đi về luôn. Khu chợ này xung quanh đây nè quý vị. Thì tú mịch trên kia. Đi dòng ngược xuống đây. Rồi đi thẳng xuống dưới kia nữa. Lúc nãy mình quẹo lên đó. Bây giờ đi về. Ôi, cái hồ này là người ta cấm câu cá với bơi quý vị, dưới đây có điện. Nhà gỗ bên đó to quá ha, mà chỗ này là có thi câu cá đó anh. Nhưng mà bình thường là không được làm gì ha. Nè, đứng đây mày chụp hình nè. Rồi, giơ tay lên. Nè. Mẹ đứng nè Hoàng. Voilà. Đừng có lắc, được rồi, si bốn. Rồi, đây con. Bóp dễ thương quá hả? Trong đây là cái xanh ngồi ăn được luôn. Mẹ. Ui, con đeo đi. Đưa tay lên. Cái gì vậy ta? Tiểu này đi hết đau chân luôn rồi. Đi vô thấy mấy bị độc man nhỏ nhỏ, ảnh hết đau chân. Mà cũng không nên nhắc đâu anh hả? Tự nhiên hồi nhức chân đột xuất ạ. Bây giờ thì hết khu chợ rồi. Vợ chồng Thảo xin tạm biệt quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã xem video. Bye bye cả nhà nha. Giờ video Thảo sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye. Bye bye.